chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Hân hoan chào đón quý khán giả đang đến với chương trình Thử tài đọc trailer được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ 45 trên kênh TV Star SCTV 11. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe và cảm nhận giọng đọc của một cô gái đến từ tỉnh Đồng Tháp để xem cô ấy thể hiện bài dự thi của mình như thế nào quý vị nhé. Mùa hè này trên TV Star. Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Năm nay 30 tuổi rồi, năm sau là 31, năm sau nữa là 40. Lúc 20 giờ. Giải quyết sao đây? Lấy thân đền đáp nha. Cái gì? Cậu có điên hay không vậy? Chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Quang Cảnh. Quen bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng. Quen ở quán bar, tình một đêm. Bây giờ hãy nhìn cô dâu đắm đuối đi. Không phải quan gia, không cùng nhà. Thấy ngon? Ngon lắm á. Thức ăn của chó đó. Đón xem Nhận Mai Qua Đào lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Công việc của mình là phóng viên của đài truyền hình. Bên cạnh việc biên tập thì mình cũng rất thích được đóng câu chuyện truyền thanh trên sóng phát thanh. Mình đã đảm nhận công việc dẫn chuyện này được một thời gian và cảm thấy nó rất thú vị và hợp với khả năng của mình. Được dẫn dắt câu chuyện đến thính giả nghe đài thì theo mình đó là một công việc rất ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, giọng đọc trailer cho bộ phim Vẫn Bay Hoa Đào cũng như những tâm sự vừa rồi là của bạn Lâm Thiện Ngọc Huyền đến từ Tam Đông, Đồng Tháp. Tiếp theo đây thì xin mời quý vị hãy cùng làm quen với một cô gái cũng đến từ miền Tây sông nước. Cô ấy là ai? Chúng ta hãy cùng chờ theo dõi nhé. 30 năm trước, vào một ngày định mệnh. Mẹ ơi, bà con chết rồi. Khi gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy yếu, không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì. Tôi làm mọi cách để con cái được ăn no và được đi học. Và hôm nay tôi vẫn luôn cố gắng sống thật tốt, nhưng cuộc sống vốn không yên ả. Nhà cửa thì trống rỗng. Đừng có nói gì nữa, mẹ có tiền mà. Trời ơi, mở miệng ra là tiền. Chôn dù trong đống tiền và chết cùng với đống tiền đó đi. Tất cả là do mẹ mà ra đó. Đón xem câu chuyện mẹ tôi lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Lựa chọn bộ phim Câu Chuyện Mẹ Tôi để tham gia dự thi đó là bạn Nguyễn Thị Diệu Hiền. Bạn đang sống tại tỉnh Kiên Giang. Công việc của bạn cũng là một phóng viên. Bạn là một người trầm tính, thích dòng nhạc bolero và thích hát vọng cổ. Thể loại phim mà bạn yêu thích là phim tình cảm. Chia tay vùng đất Kiên Giang, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng trở về thành phố Hồ Chí Minh và lắng nghe giọng đọc của một bạn nam ở quận 5 nhé. Mùa hè này trên TV Star. Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Năm nay 30 tuổi rồi, năm sau là 31, năm sau nữa là 40. Lúc 20 giờ. Giải quyết sao đây? Lấy thân đền đáp nha. Cái gì? Cậu có điên hay không vậy? Chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Hoàng Cảnh. Quen bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng. Quen ở quán bar, tình một đêm. Bây giờ hãy nhìn cô dâu đắm đuối đi. Không phải oan gia, không cùng nhà. Thấy ngon? Ngon lắm á. Thức ăn của chó đó. Đón xem Vận Mây Hoa Đào lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta được nghe trailer của bộ phim Vận Mây Hoa Đào. Nhưng bây giờ lại là giọng đọc của một bạn nam. Bạn ấy là Ngô Đình Dư. Công việc hiện tại của Dư là nhân viên truyền thông. Thể loại phim mà bạn yêu thích là phim tâm lý, tình cảm, cổ trang, phim hoạt hình. Nói tiếp chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng với Trúc Linh lắng nghe bài dự thi của một cô gái đến từ quận Tân Phú nha. Bác và bác đã sẵn sàng công bố kết quả cuộc tình của họ trong năm nay. Cô bác có ý định có con ngay không vậy? Chuyện có con hả? Lúc 18 giờ. Ê, chân thật đó. Tình mới chớm nở. Tôi kêu mẹ tôi tới hỏi cưới cô. Nhưng tình cũ chưa phai. Sự xuất hiện của dàn sao sáng giá đến từ xứ sở chùa vàng. Anh nói chúng ta thật sự phải cưới nhau xong. Anh đã đồng ý rồi mà. Đón xem Hôn Nhân Dối Lừa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.
Nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè và cô bạn sinh viên Nguyễn Thị Mai Phương hiện đang sinh sống tại quận Tân Phú đã mạnh dạn tham gia cuộc thi của chúng ta với trailer của bộ phim Hôn Nhân Dối Lừa thưa quý vị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị nào còn chưa tham gia cuộc thi, hãy nhanh tay thu âm bài dự thi theo mẫu có sẵn, đính kèm theo đó là thông tin đăng ký cùng với một bức ảnh chân dung và gửi về địa chỉ email quen thuộc thutaidoctrailer@sctv.vn trước ngày 25 hàng tháng. Và nếu còn có thắc mắc gì về thể lệ tham gia hay nội dung của bài dự thi thì xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.sctv.com.vn của chúng tôi. Hãy tự tin khẳng định sự khác biệt theo cách của riêng mình quý vị nhé. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.